công dân Thụy Sĩ bị cảnh sát bắt về tội tống tiền đi từ Bangkok, Thái Lan. Vào ngày thứ Năm 16 tháng 7, cảnh sát Thái Lan cho hay là đang điều tra vụ tống tiền liên quan đến Xavier Justo, một cựu tổng giám đốc điều hành công ty Petro Saudi quốc tế liên quan đến một số quốc gia. Ông Justo, 49 tuổi, là quốc tịch Thụy Sĩ, bị bắt hồi tháng qua tại Koh Samui ở miền nam Thái Lan, bị cáo buộc về tội tống tiền Petro Saudi và bán thông tin bí mật cho truyền thông cùng với các đối thủ cạnh tranh. Truyền thông địa phương nói rằng ông này đã đòi Petro Saudi phải đưa cho ông 2.6 triệu Mỹ Kim. Vấn đề này đã thu hút sự chú ý của Petro Saudi tại Malaysia, công ty khai thác dầu đặt văn phòng tại Saudi Arabia có quan hệ chặt chẽ với tổ chức One Malaysia Development Berhad, viết tắt là OneMDM, thuộc sở hữu chính của Mã Lai. Trung tướng Cảnh sát Thái Lan Prawut cho hay đã hoàn tất cuộc điều tra về trường hợp tống tiền, nhưng có nhiều chứng cứ cho thấy là vụ án này có liên quan đến nhiều quốc gia khác. Chứng cứ này bao gồm các hồ sơ của khách sạn, thư điện tử và các cuộc điện đàm ghi lại trên WhatsApp. Prawut cũng cho biết là ông Justo đã thú nhận hành động sai trái. Prawut cũng nói rằng Justo đang bị giam tại một nhà tù ở Bangkok sẽ bị lãnh án ở Thái Lan nếu bị xem là có tội.